والآن مشاهدينا الكرام إلى حفل عشاء يقيمه الرئيس الفيتنامي على شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي. Xin cảm ơn, xin mời các quý vị an toàn. شكراً، تفضل للجلوس. Sau đây, xin trân trọng kính mời ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đọc lời phát biểu chào mừng. وأن أن أتشرف بأدعو فخامة الرئيس Trần Đại Quang بإلقاء كلمات. Thưa ngài Abdel Fattah al-Sisi, Tổng thống nước Cộng hòa Ả Rập Ai Cập. Thưa quý vị và các bạn. Fakhamatu al-Rais Abdel Fattah al-Sisi, Rais Jumhuriyat al-Misr al-Arabiya al-Muhtaram, Ad-Duyuf al-Kiram. Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, một lần nữa tôi nhiệt liệt chào mừng ngài Tổng thống và đoàn đại biểu cấp cao Ai Cập đến thăm Việt Nam. Chuyến thăm của ngài sẽ là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển quan hệ giữa hai nước chúng ta. Niabatan an Vietnam daulatan wa sha'ban ismahu li maratan ukhra an urahib bi fakhamati ar-ra'is wa wafdin li raf' al-mustawa min jumhuriyyat al-misr al-arabiyya fi ziyarat ila Vietnam. Wa sattada ziyaratikum alamatan muhimma fi tarikh tatwir al-alaqat bayna al-baladayn. Thưa ngài Tổng thống, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, sinh thời đã ba lần đến Ai Cập vào các năm 1911, 1946 và có nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước con người Ai Cập. Người luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Ai Cập vì độc lập, tự do. Fakhamatu ar-Rais al-Muhtaram, kana ar-Rais Hồ Chí Minh الزعيم المحبوب للشعب الفيتنامي يزور مصر ثلاث مرات في سنة 1911 وسنة 1946 وكان عنده انطباعات جيدة عن مصر دولة وشعبا ولقد عبر دائما عن إعجابه للنضال العادل الذي قام به الشعب المصري من أجل الاستقلال والتحرر الوطني. Việt Nam đánh giá cao vai trò của Ai Cập với tư cách là thành viên sáng lập phong trào khu liên kết đã đề ra các nguyên tắc cơ bản của phong trào về độc lập, chủ quyền, hợp tác, cùng có lợi vì hòa bình giữa các dân tộc. Các nguyên tắc trên đến nay vẫn còn nguyên giá trị và trở thành phương châm cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Ai Cập. تقدر فيتنام تقديرا عاليا
دور مصر بصفتها عضوا مؤسسا لحركة العدم انهياز، وإنها حددت المبادئ الأساسية للحركة مثل الاستقلال والسيادة والتعاون من أجل منفعات متبادلة والسلام بين الشعوب. وحتى الآن لا تزال المبادئ المذكورة عليه صالحة وتصبح مبدأ التوجيه لعلاقات الصداقة التقليدية الطيبة بين فيتنام ومصر. Có thể khẳng định quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta được hình thành thử thách qua những năm tháng khó khăn nhất trong lịch sử của hai dân tộc. Ngày 1 tháng 9 năm 1963, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện lịch sử, là dấu mốc rất quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Đến nay, mối quan hệ bền chặt này đã trải qua hơn 54 năm, là niềm tự hào và là tài sản quý báu của nhân dân hai nước chúng ta. ويمكننا التأكيد على أقامة وتجربة علاقاتنا بعديد من أصعب السنوات في تاريخ الشعبين. وفي 1 سبتمبر بسنة 1963 أقامت الدولتان العلاقات الدبلوماسية بشكل رسمي، وإنه حدث تاريخي وعلامة مهمة في علاقاتنا. وحتى الآن مارت هذه العلاقات أكثر من 54 عاما، وهي فخر وممتلكات ثمينة لشعبي بلدين. Thưa ngài Tổng thống, tôi đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được trong cuộc hội đàm với ngài Tổng thống ngày hôm nay. Chúng ta đã đạt được sự đồng thuận cao, đề ra nhiều phương hướng và giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Chúng tôi tin tưởng rằng trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc cùng với quyết tâm cao của lãnh đạo hai nước, trong thời gian tới, quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Ai Cập sẽ tiếp tục được vun đắp và phát triển mạnh mẽ, thực chất đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. فخامة الرئيس المحترم، أقدر تقديرا عليا نتائج مباحثات مع فخامتكم اليوم. لقد توصلنا إلى الإجماع وتحديد توجهات وتدابير المهمة للتعزيز بشكل أكثر علاقات الصداقة التقليدية والتعاون كثير أوجاح بين البلدين. ونحن على يقين تام بأن بفضل علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين الشعبين وبفضل عزم قوي من قارة البلدين ستعزز العلاقات بين فيتنام ومصر بشكل قوي وفعال تجاوبا مع طموحات ومصالح شعبي البلدين، مما يسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والتعاون والتطور في المنطقة والعالم. Với niềm tin sâu sắc đó, trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Ai Cập, tôi đề nghị chúng ta cùng chúc nhân dân Ai Cập tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh. Chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước chúng ta tiếp tục phát triển bền vững. Chúc sức khỏe ngài Tổng thống. Chúc sức khỏe quý vị và các bạn có mặt tại đây hôm nay. هذا وبالإقناع العميق وفي الجو ودي ومتكامل بين فيتنام ومصر، نرجو من فخامتكم أن نتمنى للشعب المصري استمرار تحقيق المزيد من الإنجازات الكبرى في قضية بناء وتطوير بلاد مزدهر، وللعلاقات الصداقة والتعاون التقليدي بين بلدينا استمرار التعزيز. ولكم فخامة الرئيس والضيوف الكرام موفور صحة. Xin trân trọng cảm ơn. وتفضلوا بقبول فائق تقديري واحترامي وشكرا.
Xin cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فخامة الرئيس تران داي كوانغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية. السيدات والسادة، أود أن أعرب عن خالص تقديري لما لقيناه من حفاوة الاستقبال والترحاب والأجواء الإيجابية التي سادت هذه الزيارة لبلدكم الصديق، وما يعكس ذلك من تميز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين بلدينا وشعبينا ونعتز بها كثيرا. Kính thưa Ngài Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thưa toàn thể quý vị, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự tiếp đón nồng hậu, hiếu khách và bầu không khí tích cực bao trùm chuyến thăm tới đất nước Việt Nam thân thiện, phản ánh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước và nhân dân hai nước chúng ta. Chúng tôi đánh giá rất cao việc này. إن مصر وفيتنام دولتان تجمعهما علاقات تاريخية متميزة. فرضتها الظروف المتشابهة للدولتين كل في محيطها الإقليمي. وتقدر الإشارة هنا إلى أن الزعيم الراحل هو تشي مينا قام بزيارة مصر 3 مرات قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 63، حيث تأسست الصداقة التاريخية بينه وبين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وبين بلدينا وشعبينا، وهي ما كانت موضعا لاحتفاء الشعراء المصريين في قصائدهم بالاحترام والتقدير. Ai Cập và Việt Nam chia sẻ mối quan hệ lịch sử đặc biệt do những hoàn cảnh tương đồng của hai nước trong bối cảnh khu vực cụ thể. Tôi muốn đề cập đến các chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Ai Cập trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước năm 1963. Khi đó, mối quan hệ hữu nghị lịch sử đã được thiết lập giữa các nhà lãnh đạo Việt Nam và các nhà lãnh đạo của chúng tôi, giữa hai nước và nhân dân hai nước chúng ta. Mối quan hệ này đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà thơ Ai Cập với tất cả sự chân kính. واليوم بعد مرور السنوات والعقود فانني اود ان اسجل الاعجاب بما رايته في فيتنام وما حققته من تقدم اقتصادي وتطور صناعي وتجاري. ان التجربه الفيتناميه في التنميه والتحديث تعكس ما يتميز به الشعب الفيتنامي من اراده صلبه وقدرة على العمل والإنجاز. وأود هنا تأكيد أن مصر عازمة على الارتقاء بمستوى العلاقات مع فيتنام في إطار شراكة حقيقية تحقق المنفعة المشتركة لشعبي البلدين وتسمح بتوظيف قدراتنا المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا. Ngày nay, sau nhiều năm và nhiều thập niên, tôi muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những gì tôi được chứng kiến ở Việt Nam với những thành tựu về kinh tế, công nghiệp, thương mại và phát triển. Mô hình phát triển và hiện đại hóa của Việt Nam phản ánh những nét đặc trưng của dân tộc Việt Nam về tinh thần làm việc tích cực nhằm đạt được những mục tiêu của mình. Nhân dịp này, tôi muốn khẳng định Ai Cập luôn sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ đối tác thực sự vì lợi ích chung của hai dân tộc, biến tiềm năng, cơ hội thành tương lai tươi đẹp hơn cho nhân dân hai nước chúng ta. إن تاريخ العلاقات بين بلدينا والحرص المتبادل الذي لمسناه خلال هذه الزيارة على تفعيل التعاون المشترك يوفران أساسا قويا لتعزيز التنسيق السياسي وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والتواصل بين الشعبين المصري والفيتنامي. وأنني على ثقة من أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الزخم والزيارات المتبادلة على المستويات كافة بما يسهم في تلبية تطلعات شعبينا نحو التقدم والتنمية. Lịch sử quan hệ bang giao giữa hai nước và sự quan tâm của chúng ta cùng cảm nhận được trong chuyến thăm với mục tiêu thúc đẩy phối hợp giữa hai nước đang tạo cơ sở vững chắc để tăng cường phối hợp về chính trị, mở rộng hợp tác về kinh tế, trao đổi thương mại cũng như tăng cường các mối quan hệ văn hóa và nhân dân. Tôi tin tưởng rằng thời gian tới chúng ta sẽ chứng kiến nhiều động lực với nhiều hơn nữa các chuyến thăm ở các cấp, góp phần đáp ứng nguyện vọng về tiến bộ và phát triển của nhân dân hai nước chúng ta. أتوجه لكم فخامة الرئيس بالشكر والتقدير، ويسعدني أن أجدد الدعوة لكم لزيارة مصر في أقرب وقت، كما يسعدني أن أتوجه للشعب الفيتنامي الصديق بالتحية والتقدير وأشكركم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وشكرا.
tôi xin gửi tới Ngài Chủ tịch sự trân trọng và đánh giá cao. Tôi rất vui mừng một lần nữa được mời Ngài sớm sang thăm Ai Cập. Tôi cũng xin gửi tới những người dân Việt Nam thân thiện lời chào thân ái và trân trọng. Xin cảm ơn sự hiếu khách và sự tiếp đón nồng hậu của Ngài Chủ tịch. إذن مشاهدينا الكرام، كنا نتابع فعاليات حفل عشاء قامه الرئيس الفيتنامي على شرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. إذن شكرا لطيب متابعتكم لهذه الجولة الإخبارية.